Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Anim Cá Thảo nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu ma hoa cúc cho mọi người cùng xem. Cúc này bao nhiêu một chậu vậy? Quay đây, cái đây bao nhiêu chậu? Cái đây cũng 1,2 triệu. Sao nể chị? Thì một lọ chứ mà nói chung là cái vàng đây là bao nhiêu một triệu một chậu? Ờ, xé tre mà giống không là ừ cúc đây là xé tre ngàn một chậu nha mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Xé tre ngàn một chậu đẹp và rỉ nữa. Ê đây xé tre ngàn mà nghe cái bè bên kia 1,2 triệu á. Ừ, xé tre ngàn rỉ ghê quá mà chưa. Cúc này xé tre ngàn một chậu. Để mình quay. Ờ, chị nói đúng quá chị. Chị nói đúng quá, giờ im nhìn này, im quay, im cho, im nói cho bé đó. Ừ, ngang bé luôn, vô, sao bé nói dữ trời. Cúc này có xé tre ngàn một chậu thôi, rất là rỉ luôn. Quá đẹp luôn. Giá đây không hết, giá bình dân luôn nha mọi người. Đều quá đẹp. Bạn chào 1,2 triệu muốn quay lên. Có xếp em ngàn không? Nghe ngã tư chiến thiết nha mọi người. Ừ, đây là cô chủ bán mai đó. Bà chủ chỉ ship chứ không có bán hoa. bán hoa cốc chứ không bán à. Mua đây có hoa hồng. Một chậu xế trăm ngàn. Đẹp quá. Đẹp mà rỉ nữa nha. Cúc đây bán tại Nghệ Tư chợ ăn nha mọi người. Một chậu chỉ có xé trăm ngàn thôi mà nhìn hoa rất là đẹp và rực rỡ luôn. Để mình quay cái chậu xé trăm ngàn cho mọi người xem. Đằng đây chậu nào cũng xếp trăm ngàn hết nha. Chậu nào cũng xếp thêm nha mọi người. Wow, chậu này xếp thêm nhìn đẹp quá mọi người ơi. Nhìn trong rất là rực rỡ luôn. Từ trên ra ngoài. Để mình quay toàn quá cho mọi người xem. Ở đây là toàn là những chậu cúc xếp thêm ngàn nữa nha mọi người. Chậu xếp thêm ngàn chậu này sao đẹp dữ vậy? Dạo này đẹp lấy đi. Có bị bỏ lộn không á? Ừ, em thấy cái chậu này đẹp ghê á. Vậy là cái